Ok, các bạn đang ở ABC chuyển tiền nhanh. Và bây giờ thì tôi ra đằng trước đây. Oh my gosh, gió mát quá. Gió mát quá đây các bạn ơi. Hôm nay là Chủ nhật, cho nên tôi được đi lên Minneapolis này chơi. Lên beauty salon, haircut, extension, makeup and tattoo. Làm tattoo nữa. Oh, Mỹ Hương đóng cửa rồi. Quang thì vẫn còn mở cửa nha các bạn. Mỹ Hương Kitchen right here. Đây có một cái món gà Hải Nam rất là ngon, ok. Quang kìa, The Loft kìa, Tùng Đoàn Agency kìa, Direct Access Realty của công ty địa ốc của Hòa Lê kìa. A lot of people, there are a few over there doing DoorDash pickup. The delivery for DoorDash. Okay. Wow! Oh my gosh, it's killing me. That smell. Smell like cá. Smell like fish, okay? Fish fried, fried fish. Fish mà chiên đó các bạn. Oh my gosh. Tôi đang ở Song Hòa. Song Hòa kìa. Đây, Mỹ Hương Kitchen đây các bạn. Còn go sideways. State Farm Moonlight Agent, ha. Huh? Sài Gòn Agent. Oh, không phải Sài Gòn, Agent Food Restaurant mà Sài Gòn, nhà sắt Sài Gòn. Go this way, nhà sắt Sài Gòn.